Liên quan đến vụ rau sạch giỏm biến hình thành rau Việt Gáp vào siêu thị Winmart Tiki Ngon đang là vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm và bức xúc. Vụ việc này đã và đang được báo chí phanh phui tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vậy với đặc thù hệ thống siêu thị quản lý theo chuỗi cung ứng, liệu tình trạng này có đang xảy ra tại Đà Nẵng? Chắc hẳn đây cũng là câu hỏi mà người tiêu dùng Đà Nẵng rất quan tâm và cần câu trả lời. Ngay sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài rau sạch giỏm biến hình vào Winmart Tiki Ngon, thì WinCommerce thuộc tập đoàn Masan, đơn vị sở hữu chuỗi bán lẻ Winmart, Winmart Cộng, xác nhận nhà cung cấp Trình Nhi có cung ứng rau cho WinCommerce và cho biết đã ngừng nhập và rút toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Trình Nhi khỏi quầy kệ. Bà Đỗ Thị Thu Giang, trưởng bộ phận marketing của WinCommerce, thừa nhận tình trạng này xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không xảy ra tại hệ thống Winmart, Winmart Cộng ở Đà Nẵng, song lại từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên. Điều đáng nói, chuỗi bán lẻ Winmart, Winmart Cộng đang phát triển rất nhiều tại Đà Nẵng. Việc né tránh truyền thông, công khai vụ việc càng làm cho người tiêu dùng hoang mang và đặt ra nhiều nghi vấn. Trước thực tế trên, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết Sở đã có chỉ đạo nóng và tăng cường quản lý nhà nước về vấn đề này. Ngày hôm qua, Sở Công Thương cũng đã có cái chỉ đạo nóng, đã có làm việc trực tiếp với lại các siêu thị trên địa bàn, đồng thời có văn bản đề nghị các đơn vị báo cáo lại cái nguồn hàng cung ứng rau củ quả trên đang kinh doanh tại đơn vị mình, kịp thời báo cáo về Sở Công Thương nếu có phát hiện các trường hợp sai phạm như thông tin báo chí đã phản ánh. Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan để có kiểm tra xử lý nếu có phát hiện sai phạm. Cùng với chỉ đạo và sự vào cuộc của Sở Công Thương, nhiều siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng cũng chủ động rà soát, tăng cường, siết chặt thêm các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đối với hệ thống Comart thì chúng tôi xin khẳng định là không kinh doanh với hàng các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Bởi vì khi mà đưa vào các sản phẩm kinh doanh như rau củ quả thì chúng tôi kiểm tra khảo sát nhà cung cấp tại vùng canh tác. Thứ hai là hàng được đưa vào kho và thứ ba là cái sản phẩm được trưng bày trên quầy kệ. Đối với cái việc mà mình kiểm tra khảo sát tại vùng canh tác thì để đánh giá được năng lực nhà cung cấp đã đảm bảo hay không. Thứ hai là đối với hàng siêu thị thì tại các siêu thị chúng tôi có cái đội ngũ chuyên viên chất lượng có được trang bị các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra nhanh chất lượng đầu vào như là kit test để kiểm tra là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có đảm bảo hay không. Ngoài ra thì cũng kiểm tra về cái nhãn mác quy định có đúng quy định hay không và cái cảm quan để đảm bảo là hàng khi trưng bày thì đến tay người tiêu dùng là hàng chất lượng. Được biết, không chỉ hệ thống bán lẻ Winmart, Tiki Ngon, tình trạng rau củ Trung Quốc gắn mác nông sản Việt tuồn vào hệ thống Bách Hóa Xanh cũng vừa được báo chí phanh phui. Qua vụ việc này, vấn đề cần đặt ra là còn bao nhiêu nhà cung cấp rau sạch làm ăn theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó, gom mua rau củ không rõ nguồn gốc rồi phu phép thành các thương hiệu nổi tiếng cung cấp cho siêu thị, khách hàng phải mua lại với giá rau sạch chất lượng cao. Còn bao nhiêu hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ đã và đang bán hàng kém chất lượng? Dư luận đang chờ sự vào cuộc quyết liệt và xử lý mạnh tay của cơ quan chức năng.